Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái hướng dẫn nhỏ cho mọi người. Là thường là đa số chúng ta sẽ sử dụng điện thoại để chụp hình để những tấm hình, nhưng mà thường là những tấm ảnh của chúng ta thường rất là nặng, nó nằm tầm khoảng từ 3-5 MB lận. Chúng ta sẽ phải trang bị thêm cái thẻ nhớ để cho phù hợp, chứ nếu như mà chúng ta chụp tầm khoảng mấy trăm tấm hình là bắt đầu bộ nhớ của máy nó bị đầy. Thế nên chúng ta sẽ phải lưu cái hình ảnh vào trong cái file thẻ nhớ. Nhưng mà đôi khi chúng ta không biết cài đặt. Chúng ta không cài đặt thì nó sẽ đầy bộ nhớ. Nó chụp đầy bộ nhớ trong mà nó không tràn qua cái thẻ nhớ hỗ trợ của mình. Thì các bạn sẽ vào đây. Đây, các bạn chụp ảnh luôn vào phần máy ảnh đây. Xong vào cái mục bánh răng này. Mục bánh răng trên cùng á, góc nhỏ cùng vào một bánh răng rồi chỉ cài đặt đấy. Em vào cái mục cài đặt máy ảnh này, chúng ta kéo xuống đây nó có cái nhiều cái tùy chỉnh này, nhưng mà chúng ta vào cái chỗ vị trí này, vị trí bộ nhớ thì nó có hai cái mà ấy. Thông thường là nó sẽ có là bộ nhớ trong, nhưng mà nếu có thẻ SD á, chúng ta sẽ ấy vào thẻ SD để cho nó giảm bộ nhớ, thì chúng ta sẽ tải SD phát là xong. Đấy, là khi mà những cái tấm ảnh của chúng ta chụp á, những tấm ảnh của chúng ta chụp nó sẽ được lưu vào trong thẻ SD. Đây. Giả sử nhá. Đây, những tấm ảnh chúng ta chụp nó sẽ được vào trong đây. Nhẹ hơn đi rất nhiều. Xong, chúc mọi người thành công nhé.